và biết đâu thì ở cái nơi xa đó mẹ mình cũng cảm nhận được những cái điều mà trước đó mình không hiểu về mẹ. Cá nhân của em là một người thưởng thức về nghệ thuật. Khi mà em nghe những ca từ đầu tiên và những giai điệu đầu tiên á, tự nhiên cái hình ảnh của một cái chuỗi ngày mình được sống cùng với mẹ mình lớn lên, và đâu đó những cái nỗi khoác khoải về sau đó nữa, khi khuyết đi một điều hạnh phúc của mình nhưng mà anh vẫn mỉm cười ở điều đó. Em nghĩ rằng đây sẽ là một sự nỗ lực của bản thân của anh khi mà ra được ca khúc này. Trong một khoảng thời gian, em nghĩ rằng là nó đủ xoa dịu để chính những cái giá trị của anh. Và khi đến với giọng hát của nữ đạo diễn Ngọc Duyên thì em lại thấy một cái hình ảnh khác nữa. Một hình ảnh của một người phụ nữ đang làm mẹ, và hình ảnh của một người phụ nữ đã làm con. Không biết là khi mà chị hát được ca khúc này thì cảm xúc của chị như thế nào, mà nhận được ca khúc này từ ca nhạc sĩ Trường Kha thì cảm xúc của chị ra sao ạ? Cảm xúc khi mà Duyên nghe giai điệu và Duyên đọc những cái ca từ trong ca khúc này á, nó lại cho Duyên một cái cảm giác may quá. Em xin lỗi anh Kha, bởi vì nó được viết ra từ nỗi đau của một người con mất mẹ, nhưng với một người con đang còn mẹ thì em lại nói trời may quá. Khi mà mình kịp nhớ lại là mẹ mình vẫn đang ở nhà chờ mình, và những cái điều mà anh tả trong cái ca khúc đó, hình như lâu rồi em không có để ý, lâu rồi mình không có nhìn mẹ mình thật là kỹ, mình không có nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ mình cũng không có thấy hàng lông mi của mẹ mình. Mà trong ca khúc thì lúc đó em mới nghĩ là ủa, hình như lâu lắm rồi. Mặc dù là mỗi ngày em đều cố gắng để có một cái bữa cơm ngồi ăn với mẹ, nhưng mà những bữa cơm đó đều diễn ra rất là nhanh. Mình phải ăn vội để mình đi làm, không có thời gian để mà ngồi ăn cơm nói chuyện lâu hơn một chút, hoặc là đủ kiên nhẫn để nhìn mẹ mình kỹ hơn một chút. Và em cũng nhớ đến những cái câu văn của nhà văn Nguyễn Thành Nhân. Nó đại khái là: mẹ cho con nắm bàn tay, bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm. Từng
trôi qua ôi thật lâu. Là do vơi đầy nỗi niềm, đời mẹ tôi đến đâu rất cao nhọc nhằn, không lời trách than. Chờ đến khi con đã lớn khôn, nuôi con hiểu thấu lòng mẹ, bao gian nan mẹ gánh thế gian, mẹ lần dấu đi bao chán ngang. Bao lo toan khi hoang mang đến đời tôi, yêu thương con mẹ gần gian nan không quá đời mình. Xa xôi lưng cong gây dần vai tóc bạc, mẹ luôn bên con, mẹ lo cho con ngọt ngào chẳng chắc than. Nhưng con đâu hay khi ba mẹ dạy con, đã xuống xanh đêm hết thiên hà, không ai tốt cho bằng mẹ, mắt mẹ vẫn buồn lệ đẫm khi chiều buông, quên mẹ đời con sao lớn khôn.